Xin chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Ngày hôm nay em sẽ review gửi tới cô chú và anh chị một cái mẫu xe mà nó đang được quan tâm nhiều nhất trên thị trường hiện nay, là mẫu xe Olin 350 New. Đó là tiền thân của mẫu xe Olin 350 đời 2017, thùng dài 3,7 m. Thì lên cái phiên bản đời 2018 trở lên thì những chiếc xe này đã được kéo dài thùng ra. Đấy, kéo dài thùng ra với diện tích của chiều dài của thùng là 4,35 m và được Thaco Trường Hải cải tiến hơn, đã làm lên chiếc thùng mở 5 bậc, nhìn cho chiếc xe nó được đẹp hơn và thuận tiện cho các bác lên xuống hàng hóa bốc xếp cho nó tiện hơn. Thì ngày hôm nay gửi tới cô chú và anh chị một mẫu xe trước mặt của chú chị, đây là mẫu Olin 350 New sản xuất đời 2019. Màu xanh dương, hiện tại là cái màu đẹp nhất của dòng Thaco Olin đó. Và với cái tầm tiền rẻ hơn xe mới khoảng 200 triệu thì cô chú có thể cân đối xem xét và trang bị cho mình một chiếc xe như thế này. Thì em sẽ đi cận cảnh vào cái chiếc xe này để cô chú và anh chị cùng tìm hiểu, cùng xem và đưa cho mình một cái lựa chọn duy nhất. Đấy, trước hết chúng ta vào nội thất của chiếc Olin 350 New. Nội thất ở Olin 350 New thì nó cũng không có cái gì khác biệt nhiều so với Olin 350, với những phím bấm giả còi. Đây, phím bấm giả đây ở trên mặt vô lăng. Đặc biệt ở trên dòng này thì hệ thống đồng hồ đã có hiển thị hai loại đồng hồ là đồng hồ số và đồng hồ điện tử. Dàn ghế ở trên chiếc xe Olin 350 này thì đã được nhà máy bọc nguyên từ đầu một cái màu xanh như này đó, và lắp thêm một hệ thống điều hòa cùng với đài radio giải trí. Đấy, gửi cho cô chú anh chị cùng xem. Đây là nội thất của chiếc xe Olin 350 đời 2019 ngày hôm nay, cũng khá là đẹp. Đấy, nội thất khá là đẹp. Chúng ta cùng đi kiểm tra này. Chiếc xe này thì là ở trên những đời cuối năm 2017 trở lên thì đã có sản xuất thêm kính điện, kính lên xuống bằng điện, không phải quay tay nữa. Đấy, chúng ta cùng đi kiểm tra cột kèo keo chỉ của chiếc xe này nhé. Đây, ở trên phần này thì những phần sơn nó vẫn là sơn nguyên này. Mã kính đây, cô chú anh chị có thể thấy mã kính đời 2019 đúng luôn rồi. Đấy, mã kính là đời 2019 này. Chúng ta cùng dập ra kiểm tra luôn. Đây, chúng ta cùng kiểm tra đấy, đinh bấm vẫn còn. Đinh bấm là vẫn còn nguyên nhé, chưa có dấu hiệu bị đâm va trên chiếc xe này. Đấy, cô chú anh chị đến xem là hoàn toàn có thể giật gioăng ra kiểm tra, không ưng chúng ta lại đóng lại đấy để biết là chiếc xe này có tai nạn hay không. Đây, bản lề nhé, bản lề cánh còn nguyên này, khi xem xe chúng ta để ý này, tất cả bản lề cánh còn nguyên này, lốp ở bên lái này, lốp trước bên lái là còn đến 70-75% này. Chúng ta kiểm tra tiếp đến cái phần kính lái của xe. Kính lái của xe mã 2019 đây rồi, đúng rồi, vẫn là kính nguyên, kính nguyên. Mà đèn pha trên dòng xe Olin 350 này là được lắp một cái hệ thống đèn pha halogen với phần chiếu sáng là pha cốt riêng biệt, tạo ra cái ánh sáng nó đi đêm nó khá là sáng. Đấy, chiếc xe này thì đăng kiểm còn đến tháng 12 năm 2022, cuối tháng 12 là chúng ta vẫn còn 2 tháng đăng kiểm nữa. Và khi cô chú anh chị mua xe sẽ được hỗ trợ cái phần, sẽ được hỗ trợ thêm chút vào cái phần đăng kiểm này. Cô chú anh chị, đây chúng ta cùng kiểm tra thêm cái phần bên phụ này. Bên phụ đây chúng ta có thể thấy đinh bấm vào là zin nhá, không có dấu hiệu bị đâm va nhá. Đó, kính của bên phụ này, kính của bên phụ đây chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nhìn thấy kính bên phụ đây em đeo cho cô chú. Nguyên là mã 2019, nhìn thì nó hơi khó một tí vì trời nó hơi nắng. Đây, lốp đây, lốp lắp của lốp trước đây, lốp trước này là còn phải còn được 60-70%. Tiếp theo chúng ta có thể đi đến cái phần thùng xe để cho cô chú anh chị cùng quan sát này. Đây, với cái màu xanh này thì là khá là tươi tắn. Gầm sàn đây, gầm sàn không có dấu hiệu mối mọt này. Đấy, phẳng nhá, sàn sóng ở trên chiếc thùng này khá là phẳng. Đấy, và đặc biệt cái ưu điểm của cái thùng nhà máy Thaco sản xuất là nó có một lớp sàn sóng ở dưới để cho cô chú anh chị có thể nhận biết được là chiếc xe này sau khi chủ mua về sử dụng thì có trở nặng hay không. Thì mình nhìn qua phần sàn sóng, nếu nó cong võng nhiều, nó móp méo thì là trở nặng, còn nó mà còn phẳng như chiếc xe này thì khá là ok. Đó, cái phần sắp xi đôi này thì là một cái đặc trưng của dòng xe Olin. Đấy, nó có sắp xi 2 tầng. Lốp đấy, phần lốp này khá là mới, còn được 85% 4 quả lốp sau, cô chú và anh chị sử dụng thoải mái luôn. Đấy, tiếp theo là cái hệ thống thùng này thì như em đã chia sẻ ban đầu là thùng mở 5 bậc.
Đấy. Chia sẻ ban đầu luôn với cô chú anh chị là thùng mở 5 vượng. Có thể đi tới phần thùng xe, phần thùng xe để cùng cô chú anh chị cùng xem. Đây chiếc xe này thì bên trong phần thùng đã được bác chủ cũ lót thùng rồi, lót một lớp tôn sắt này, cả bên hai bên thành luôn. Đấy. Thì về cái việc phục vụ cho nhu cầu chở hàng dễ di chuyển lôi cái ra và tạo cho phần sàn sóng nó chắc chắn hơn đó, thì là đã được bác chủ lót sàn rồi này. Tiếp theo chúng ta cùng đi sang cái bên này để quan sát xem cái phần tôn thành thùng thì khá là phẳng, không có cái sự lồi lõm, không có cái dấu hiệu lồi lõm đấy, cho thấy là bác chủ cũng đã chở hàng nó đảm bảo, không chở những cái mặt hàng nó quá là gồ ghề tọc vào hỏng thùng đấy. Chúng ta cùng xem bộ phận sắt xi này, xem lốp lam này, để ý chúng ta có thể nhìn thấy này. Đặc biệt trên cái bình dầu này của chiếc dòng Olin 350 này thì đã được sử dụng là bình dầu hợp kim. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó sáng, bình nhôm hợp kim này. Chúng ta nhìn thấy nó sáng như thế này. Đó. Tiếp theo chúng ta đi đến phần động cơ của chiếc xe, nó cũng là trái tim của chiếc xe. Để chúng ta quan sát này. Thứ nhất là phần cua lốp này. Cua lốp những cái đời này thì cũng không có đề gì để nói nhiều, vì nó như thế này là khá là đẹp. Đó. Phần như thế này. Tiếp theo chúng ta đi kiểm tra phần máy này. Máy của chiếc xe này, đó chúng ta có thể nhìn thấy này, các cái hệ thống vòi vay này nó vẫn còn nguyên những cái mã số giấy bảo hành như thế này này, rồi là những cái vạch sơn này, những cái chấm sơn này nó vẫn còn nguyên của nhà máy, nó chưa có dấu hiệu bị cấy mở. Đấy, đến với salon đặt xe tải thì chiếc xe này được cam kết với cô chú anh chị là máy móc nguyên zin luôn. Đấy, đó chúng ta có thể nhìn thấy phần máy và phần gáy thùng đây. Cái thùng này cô chú anh chị có thể nhìn thấy nó cũng không bị lồi lõm. Đi mua xe thì đẩy ngay vào những cái phần gáy thùng này mà nó không thấy lồi lõm là đã thích rồi, đã cảm thấy nó sướng rồi. Thì hôm nay em có thể nổ máy cho cô chú anh chị cùng nghe phần động cơ. Đấy. Cái dòng 3,5 tấn này trên dòng xe Olin này thì nó sử dụng phanh là phanh dầu, sử dụng phanh dầu. Đấy. Nên là cô chú anh chị yên tâm. Chúng ta cùng nghe tiếng máy luôn nhé. Tiếng máy thì rất là chi là chắc, không có tiếng dấu hiệu, không có tiếng gõ, không có tiếng co kêu. Và chúng ta mở nắp bình dầu để kiểm tra xem có hơi thừa không. Rồi, và quan sát này, không hề có dấu hiệu hơi thừa. Với những chiếc xe máy đời 2019 này thì được cam kết luôn là máy nguyên zin, đảm bảo chất và không có hơi thừa. Thì máy được sử dụng ở trên chiếc xe Olin 350 này được Taco Trường Hải lắp ráp là máy công nghệ Isuzu nhá. Đấy, những chiếc xe từ đời 2017 trở lên đã được sử dụng công nghệ Isuzu cho những chiếc xe này, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và máy có độ bền cao. Đây là chiếc xe Olin 350 sản xuất đời 2019 đang được chào bán tại salon đặt xe tải với cái giá niêm yết là 325 triệu đồng cho cái mẫu xe này. Và giá trên thì có thương lượng cho cô chú và anh chị đến xem xe trực tiếp tại salon này. Sang tên đổi chủ với chiếc này cực kỳ là dễ dàng. Đấy, cô chú anh chị mua xe có nhu cầu sang tên đổi chủ thì bên salon cũng làm luôn sang tên đổi chủ cho cô chú anh chị. Đấy, giá cả thì vẫn có thỏa thuận này. Khi xem xe, mời cô chú và anh chị đến trực tiếp tại số nhà 77 phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để đăng ký lái thử xe và xem xe. Khi cô chú và anh chị liên hệ, khi cô chú và anh chị đến xem xe hãy liên hệ ngay với số điện thoại hiện trên màn hình để được đội ngũ tư vấn của salon đặt xe tải tư vấn cụ thể về chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những lần review tiếp theo vào ngày mai của kênh đặt xe tải. Xin chào và hẹn gặp lại.